Thiệt nè. Ngay luôn á. Ngọt không? Ngọt nè. Ngọt nè. Nha. Vậy em mới hại, vậy em mới hết được cái luôn rồi. Đó. Hello, xin chào cả nhà. Một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc cả nhà. À, nay mình hái dừa của Phú Nhuận cả nhà. Sáng mình hái vườn dừa kia rồi, ông Phúc ông bỏ cọng dây ở ở nhà người ta cả nha. Ông đi mòng mà ông bỏ cọng dây. Thôi cũng chạy ông luôn. Bản thân ông có cọng dây mà ông xong à. Cây này là cây tam quan cả nhà. Ngày mấy nhà. Vừa quá thì đu đủ sai trái rụng luôn nó tóc gốc luôn cả nhà tiêu rồi. Quê mình cũng dễ thương lắm cả nhà. Có nhiều cô chú, anh chị nhà vườn. Hồi lúc trước có bưởi mắc cái đốm dừa, trồng bưởi. Cái lúc sau cái dừa xiêm hụt, cái dừa xiêm mắc. Cái giữa bưởi rẻ. Cái đốm dừa, đốm bưởi trồng lại dừa. Cái bây giờ thì dừa xiêm nhiều rồi cả nhà. Cái bị ứ động lại, cái đầu cái dừa xiêm rẻ, cái dừa khô mắc. Giờ hiện giờ người ta cưa dừa ra, dừa xiêm ra, người ta trồng dừa khô. Mà tới khi mà trái dừa khô mà nó có trái rồi á cả nhà, thì nó rẻ lại thì dừa xiêm mắc nữa thì bắt đầu chắc đốm nữa cả nhà. Quê mình hồi xưa có vụ mà trồng nhãn nữa, đốn dừa đốn đồ trồng nhãn. Dễ thương lắm, nhiều khi mình thấy mình cười hoài luôn, mình nói hoài, nói trời ơi đừng có đốn như vậy, đốn vậy kinh tế không có, tới 2-3 năm nữa là cây dừa nó có thì cái kia nó rẻ lại rồi cả nhà. Mà vậy á, cứ cái dòng lẫn quẩn đó. Mình nói 1 phút ngồi cười ngất nãy giờ bệnh đó cả nhà. Rồi nó kiếm đồ, nó vớt con Phúc rồi cả nhà. Mập quá chật. Cái nào cũng gách nát anh đó. Mà chiều về tao giá mới được. Đằng nêu chân đứng về ngẩu mà có áo kia thì không thấy cái nó tại nó giờ nó cũ quá. Áo này cái đằng nêu chưa. Đang tập trung mở cái móc rồi đứng rồi cả nhà. Cái đó là hành năm cái vụ mà bỏ quên cọng dây đó. Dục bỏ chạy rồi bỏ rồi mất cái móc luôn. Gắn chịu không Phúc? Gắn chịu mày. Gì vậy? Nó đi kiếm cái móc mà không làm gì vậy? Gắn nó phóng vô mình nóng. Gắn lục. À, ai xuống lại rồi mày.
Chiều chiều em đứng bên bờ sông, chiều nay trời mưa lâm râm, súng tờ giấy số tả nợ xong cho rồi. Rồi ghê ghê. Trời ơi đâu mà sáng tác được bản nhạc hay dữ à. Ờ đúng rồi. Cái chị chủ vườn chỉ tưởng thiệt, chỉ chạy ra chỉ coi coi cái gì cả nhà. Nói như rắn chỉ nói thấy ghê vậy. Mà không phải cả nhà. Đây có khoảng 4 cây cao này cả nhà. 4 cây dừa hơi cao mà cây bên đây thì không có trái. Cây đó thì nó có trái. Chỗ này dừa khô để dừa khô cả nhà. Còn dừa sim thì để dừa sim vậy đó. Đây là mấy cây dừa sim mình hái. Còn dừa khô này thì để dừa khô. Khi nào dừa khô rẻ thì bán dừa nạo. Còn dừa khô mắc thì để lại vậy bình thường nhé cả nhà, chứ đừng đốn, đốn mà không ngon. Đốn mà trồng là cái như xong. Tiêu. Mất kinh tế hết cả nhà. Cái cây này ngay cây mai á cả nhà, cho nên kiến dữ lắm. Cửa mở vô, mở ra. Cửa mở vô. Mở vô, mở cái đèn điểm bỏ ra luôn. Hết chưa? Rồi về sai ghê cả rồi. Ủa Vũ hả? Mẹ Dũng chim ra mẹ nấu người hết đưa mình nấu. Mình đố ngọt quá mình chia cho ổng mà ổng còn vậy á cả nhà. Ngọt cái ghê luôn phải không? Quá ngọt. Cười. Rồi, hai cha con thương nhau nha, thân ghê ha. Mấy cái, mấy trái táo này. Trái táo nhỏ xíu cũng có táo. Trái nhiều ghê. Ừ. Trái nhiều ghê ha. Tôi cũng phải đi qua bên đây mà. Ngoại gặp cây khế ra ngoài, ngoại vụ phút ăn chơi ngoài. Cây có tái hả? Đó, cái chín nhóc luôn kìa. Thế khế gì không biết mà không thời vụ phút ăn chơi. Ngọt không? Ngọt phải không? Ngọt. Cái gì vậy? Đâu ra luôn. Phúc ơi, ăn khế ngọt Phúc ơi. Có đây khế ngọt à. Ừ. Cái gì? Ở còn khế nữa chứ. Ở đó cả nhà. Ngoài tay đó. Nè, bốc, khế ngọt nè. Ngọt, có ngồi vụ không à. Vụ gì này, khế ngọt thiệt nè. Ngay luôn á. Ngọt không? Ngọt nghe. Ngọt nghe. Mà vậy em mới hạ, vậy em mới hết được cái đó. Đó, trời ngọt hơn má. Trời ơi, ngọt mà ra nước mắt luôn cả nhà. Mày nửa tối ngày mày cứ ngọt luôn. Cút cái là ngửa bụi đội luôn. Nghe ngửa bụi đội nè. Nè. Ừ. Ngọt không? Ừ, nhớ kìa.
Trời ơi. Con kia vuông, con kia nhăn mặt à. Vậy mà ông Phúc cũng là chua, Nhật với ông Quốc ăn ngọt cũng chua, bậy quá. Quá tí ngọt, ngọt. Vụ không à. Lết hey. Vụ cái này, lết vụ cái kia. Có bữa thì gặp cây khế ngọt thì bị kiến không Phúc? Chạy quá chạy. Kiến nữa chứ. Bển còn cây nữa cả nhà. Còn cây ha hả? Đúng rồi con. Ai đứng ngay góc dừa hốt hả à, hát cái bản à, cô gái dán đứng bánh đè ra không hốt ba mà đẹp trai ngon không còn một cây cuối cùng rồi mày làm gì còn dây ở trên trời vậy sao nắm vậy thôi nó quay án mà còn cọng dây ở trên còn cây dừa bên kia cả nhà. Hỏi nó làm ăn được không Phúc? Chỗ này này cái gì còn đằng kia nữa với trên xe mình nữa đẹp ghê cả nhà cái bông này cái bông gì đẹp quá chừng cái bông đẹp ghê chứ màu tím tím nấm mình giấu rồi không à. À. Đây là thành quả cuối ngày của mình đó cả nhà. Kính chúc cả nhà được tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Hẹn cả nhà clip sau. Nhớ đón xem của mình 18 giờ hàng ngày nha cả nhà. Bye bye, xin chào tạm biệt. Đó, hai cha con nữa.